cho con ngựa này nó quấn lại đang coi chơi. Rồi bắt đầu coi em điều khiển cho nó nhảy múa tặng bà con anh chị bản nhạc coi chơi một bữa cho vui ha. Đây, bây giờ bắt đầu vô chương trình biểu diễn nha. Mời anh chị khán giả tham quan. Anh đứng tham quan đẩy mấy cái xe đó sát vô trong luôn đi. Đó, cái xe đó đẩy vô trong là mới có đường đẩy vô, chứ không đẩy xe trong trước rồi sao đẩy xe ngoài vô. Đây, bây giờ bắt đầu. Với anh chị mình khán giả chú ý kỹ cái đôi tay em nha, đừng chú ý cái miệng của em nói. Nhiều khi là cái miệng của em nói nhưng mà cái tay của em ăn gian, em bỏ con gà vô anh chị không thấy được, đó mới gọi là cái ảo thực. Đây nè, mời anh chị khán giả dòm kỹ nha. Bóp. Em làm rất là chậm nhưng mà điều cái chậm của em là cái lẹ, anh chị coi đừng chớp mắt nha, chớp mắt là em ăn gian, đứng xa không thấy lỗ gắng chịu nha. Đây, mà nếu như anh chị đứng ở đây mà nếu có thấy em giấu cái con gà ở chỗ nào bỏ vô, anh chị cũng có quyền la lớn chỉ liền. Người nào mà chỉ trúng, em gửi một gói thuốc 3 con 5 hút chơi cho thơm rau. Còn người nào mà chỉ chặt là quề, không ăn thua. Nếu mà chỉ không trúng thì giờ sau em lật cái bề trái, em gửi tặng cho anh chị đứng đây 5 tiết mục ảo thực về đường phố. Anh chị về nhà tự biểu diễn coi chơi. Chiều chiều buồn buồn dắt bà xã vô buồn diễn cho bà coi. Giờ đây, bây giờ bắt đầu. Hốc. Anh chị đứng xa không thấy lộn gánh chịu nha. Hơi. Bây giờ đầu tiên muốn có con gà là phải có cái hộp gà. Anh chị dòm kỹ đây, em mượn là một cái chén không. Bây giờ anh chị coi em đặt cái chén không xuống đây một cái nha. Đó. Rồi bây giờ em mượn một cái tờ giấy, em xé ra, em dò tròn tròn lại, bỏ vô trong cái chén đó. Em kêu cục giấy ơi, nghe lời tôi tàn hình, độn thổ, biến mất, trở về đây thành trứng hộp gà. Và nó nghe lời em trở về đây thành trứng hộp gà, một cục, bỏ vô. Anh chị dọc kỹ nha. Rồi bây giờ dò thêm vào một cục nữa, là cục thứ hai. Nghe lời tôi trở về đây thành hộp gà, hai cục. Rồi bây giờ dò thêm một cục nữa nha, là cục thứ ba, là ba cục. Em cho ba cục giấy này nó trở về đây thành ba trứng hộp gà. Rồi em cho nó nở ra đây ba con gà. Em thả con đưa này ra cho nó quấn lại nó ăn, rồi nó múa, anh chị mình coi mới hấp dẫn nha. Đây, mời anh chị khán giả dòm kỹ nha. Em đẩy cái chén lại, em đứng ở đằng xa nha. Em đọc ba câu thần chú, bốn câu thần kiếm, sấm ba la xì, xí ba la sầm, sầm xù xì, bánh mì xí mại bò kho. Và đọc thần kiếm đó nha, chứ không phải thần chú đâu nha. Người ta có bùa, người ta đọc bùa lỗ ban. Còn em không có bùa, em đọc đại, đọc bùa lỗ hang. Bây giờ tôi kêu ba cục giấy rồi, nghe lời tôi trở về đây thành ba trứng hột gà. Có nhiều anh chị đứng bên ngoài nói thôi tôi biết rồi, anh thấy em mày diễn ở đây mấy tháng rồi, anh nghi ngờ em mày đẩy cái chén là gì nè, chắc em mày bỏ hột gà vô trong đó rồi chứ gì. Ra đẩy lại về sao thấy. Và cũng đúng, đây nè. Bây giờ để em trình bày cho anh chị khán giả kiểm tra giùm em ở trong cái chén luôn ha. Rồi bắt đầu coi em diễn nha, đây nè. Bây giờ trước hết nha, anh chị cho em xin được phép cho em săn cái tay áo lên nha. Để nhiều khi anh chị mình nghi ngờ hột gà ở trong tay áo em truyền vô. Dạ không có. Bên đây cũng vậy nha,
và hoàn toàn có hộp, có hồn gà. Mà nếu có hộp gà ở trong đây sẵn rồi, em cầm cái chén em lắc và hộp gà nó kêu lộc cộc và nó bể nát hết và chưa có hộp gà. Bây giờ con đặt nó xuống đây, em đếm 1, 2 và 3. Xin lon đi đâu, nghe lời tôi chạy vô một cái coi. Rồi báo cáo cô bác anh chị có hộp gà rồi đó. Anh chị hỏi thiệt không em? Dạ thiệt à. Bây giờ em dở cái chén ra nha. Nếu mà có 3 trứng hộp gà được, anh chị tán thưởng cho em chàng vỗ tay vui vẻ ha. Cho em nở cái lỗ mũi lên ha. Rồi coi em cho nó nở ra 3 con gà, em thả nó kêu chúc chích vòng quanh cái sân này. Rồi coi em thả con đưa này ra cho nó quấn cái con gà này lại nó ăn. Rồi nó múa, anh chị coi mới hấp dẫn nha. Đây nè, hộp gà, nghe lời tôi chạy vô một cái coi. Vỗ tay siêu sương lên anh chị và cảm ơn. 3 trứng hộp gà đàng hoàng hả? Chưa hay đâu. Bây giờ coi em đẩy nó lại nha. Em cho nó nở ra 3 con gà coi mới ghê nè. Cái này phải độc đáo hơn. Nhưng mà bây giờ em không để cái chén ở đây, em để nó ra giữa sân nha. Giờ ánh nắng mặt trời rọi xuống, hơi đất bốc lên, nó nở ra 3 con gà. Rồi coi em thả con ngưa này ra, đốt lửa lên cho nó quấn con gà này lại nè. Rồi nó múa, anh chị coi mới hấp dẫn nha. Đây nè, mời anh chị khán giả chú ý kỹ nha. Đứng xa không thấy lỡ gắng chịu nha. Coi 3 con gà này em chìm vô hồi nào nha. Bắt đầu. Thank you.
mời anh chị có xe chạy lên trên lề coi giùm em nha. Mất. Tôi mời anh chị khán giả hướng mắt vào bên trong nha. Chú ý kỹ vô trong cái chén nha. Anh chị mình dòm kỹ ở trong cái chén này chưa có 3 con gà. Bây giờ em cho nó nở ra 3 con gà. Cho con lừa này nó quấn lại nó ăn. Ăn xong rồi nó múa. Anh chị xem chơi buổi sáng hôm nay một bữa cho vui ha. Bắt đầu. Bóc. Nhưng mà anh chị cũng đừng có cho rằng em có bùa hay là có phép nha. Vì đây là một cái nghệ thuật, nó có cái bề trái. Giờ sau em diễn xong em lật cái bề trái ra bên ngoài để anh chị làm chơi. Em không ít nghĩ giống nghệ. Nhưng mà nếu như anh chị muốn biết được hộp gà, con gà này em giấu ở chỗ nào thì đây. Bây giờ em mời anh chị khán giả hướng mắt vào bên trong nha. Xem kỹ đôi tay của em nè. Nói về nghệ thuật ảo thuật là từ không em làm cho có, mà từ có em làm cho biến mất được trên lòng bàn tay. Cũng như đây là cái nền xi măng. Anh chị dọc kỹ nha. Em dùng một cây cần câu nhân tạo. Em thả xuống đây. Rồi em câu lên dính con cá. Anh chị vỗ tay chơi cho vui ha. Em thọt tay xuống đây. Em nắm đầu con rắn hổ lồi gà. Em nói thì chắc anh chị đâu có tin đâu phải không? Nó liền diễn liền không có tin ha. Rồi coi em trang bị ra một con dao phay. Em chặt cái đầu một người ở trong đòn. Em bưng cái đầu ra tấm thảm. Đầu cách xa mình một thước tay mà đầu biết ra giọng cổ. Mình cách xa đầu một thước tay mà tay chân biết cử động và biết chia bài. Máu cũng chảy ra bên ngoài, nhưng mà không phải máu người, làm bằng siro. Đó là một bộ môn mai lai thực mà em đem từ trên sân khấu đem xuống sân khách để có hướng anh chị xem chơi trong những cái giờ lao động mệt nhọc sáng hôm nay. Thôi bây giờ nói đâu mất sự cảm tình ha. Nói liền, em diễn liền. Anh chị coi có khoái nha. Mở nhạc lên diễn, anh chị dòm kỹ đôi tay của em nha. Coi em câu con cá, bắt con rắn hổ, bắt con gà ra, chặt cái đầu người đáp lời. Rồi em tiễn chân anh chị ra về. Em không bán vé nha. Em không xin tiền nha. Nhưng mà anh chị thấy em câu con cá, bắt con rắn hổ ra được hay quá. Anh chị vỗ tay, em cảm ơn. Đó là món ăn tinh thần nghệ thuật của người biểu diễn nha. Đây nè, mời anh chị khán giả dòm kỹ nha. Đứng xa không thấy lộn anh chị nha. Bắt đầu. Thank you.
coi kỹ, anh chị coi ảo thật, đừng chớp mắt. Chớp mắt là em ăn gian. Đây, đây là nhợ dây càng câu của em nha. Anh chị thấy rõ không có lưỡi, không có mồm. Đúng là người ta câu cá là phải câu dưới suối, dưới sông, dưới ao, ở dưới hồ. Còn em câu bằng nghệ thuật, ảo thuật là em câu ở trên bờ cũng dính được con cá. Còn đây là con dao phay của em, bén có không bén, lục có không lục. Em đi diễn khắp nơi trên đất nước Việt Nam rồi. Em chặt mấy ngàn cái đầu rồi. Em chặt xong rồi em ráp lại bình thường. Bữa nào mà nó xui dữ lắm thì mới ráp không được. Nó chơi cho nó vui nghe, chứ ráp không được là em trốn luôn à. Em chặt bằng nghệ thuật chứ không phải chặt thiệt đâu nha. Còn đây là cái ống trúng của em. Anh chị thấy em vừa trình bày bên đây, chỗ qua bên kia không có con rắn hổ. Anh chị thấy người ta đặt ở dưới ruộng, còn bây giờ em đặt ở trên bờ. Đây nè, coi em đặt chính ra đây một con rắn hổ thật sự. Nắm đầu lôi ra, anh chị vỗ tay chơi cho vui nha. Thôi, bây giờ nói lâu mất sự cảm tình. Nói liền, em diễn liền. Anh chị coi mới phải nha, ai có xe anh chị chạy xe lên trên lề coi giùm em nha. Đừng đậu xe dưới lề, nó cản trở giao thông. Bây giờ em lấy cây cần câu nhân tạo ra nha. Em cột sợi dây này vô, câu lên con cá, bắt con rắn hổ, bắt con gà ra, chặt cái đầu người ráp lại. Rồi em tiễn chân anh chị ra về. Đây, mời anh chị các cho tay của em nha. Bắt đầu. Thank you.
trước mặt anh chị đây là một nhợ giải khăn hoàng màu đỏ. Em vừa bỏ vô cái ống trứng. Nghe lời tôi, đổi màu. Và nó trở về đây thành màu đen. Quá ra đây thành một con rắn hổ. Nắm đầu lôi ra, anh chị xem coi chơi. Bắt đầu. Mà con rắn hổ này vẫn còn sống nha, chứ không phải bằng mũ cao su ni lông nha. Đây nè, mời bạn dầm kỹ nha. Bắt đầu. Nếu em nói được, em làm được, anh chị tán thưởng cho em một chàng vỗ tay vui vẻ ha. Em cảm ơn. Đây. Còn nếu mà em nói mà em bắt ra đây không có con rắn hổ được, là em nói dốc. Anh chị đứng đây đông, mỗi người anh chị nhổ đại một miếng nước bọt vô mặt của em cho bỏ tật nói dốc. Nói dốc anh chị được bữa nay, ngày mai lại đây diễn ông ấy thèm coi. Đừng có nói chi mà mấy tháng ở đây rồi, đúng không anh chị? Đây nè, mời bạn dầm kỹ nha. Mời anh chị dầm kỹ. Nhưng mà có nhiều anh chị đứng bên ngoài, anh chị có cái sự hiểu lầm. Không biết là thấy em diễn ở đây hôm nay nữa là mấy tháng rồi mà không biết em mày làm gì. Bán vé phải không? Hay là xin tiền phải không? Dạ không có nha, anh chị đừng có hiểu lầm. Ở đây tôi không bán vé, em không xin tiền anh chị một đồng bạc nào hết. Nhưng mà đây nè, coi em bắt cái con rắn hổ này ra coi chơi xong rồi, vì chén cơm manh áo cuộc sống nha, anh chị cho phép em được thu mua ngược trở vào bên trong. Chỉ có vậy thôi. Nếu anh chị nào ở nhà gần có đó, anh chị đem lại đây bán. Nhà anh chị ở xa, em gửi cho anh chị người cái địa chỉ, có cái số điện thoại của em ở bên trong. Anh chị mang xuống nhà em bán, hoặc là điện thoại cho em lại đó em mua. Ai mà có con lớn đó nghe, năm nay em mua giá 800, 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 2 triệu, 3 triệu, đến 5 triệu đồng một con. Ai có con nhỏ, em mua 4-500 ngàn, 7-800 ngàn, tùy theo con. À, bà con hỏi mua cái con gì hả? Đây này, cái con này là gì? Chúng tôi đi đến nơi nào và cũng không ngoài mục đích siêu tầm và thu mua qua các loại động vật và sát thú rừng cũng như đây là cái con nưa nè. Mà cô bác anh chị thấy hiện nay nhà nước chúng ta thì đang thu mua cái con rắn, con trăng. Còn cái con nưa mà chín lỗ mũi cắn chết người như cái con này nè là không có ai mua. Nhưng mà ngược lại cơ sở gia đình em đang cần thu mua những cái con nưa như thế này. Nếu cô bác anh chị mình có con mà cỡ với lớn như đó nè, em mua cỡ 3 triệu đồng một con. Con trăng em cũng mua, con rắn em cũng mua, nhưng mà tùy theo giá, tùy theo con. Cái con nào mà anh chị nhìn cái cặp mắt của nó màu đỏ vậy nè, em mua giá rất là cao. Thôi, bây giờ bắt đầu coi mắt con rắn hổ ra, anh chị bạn xem coi chơi nha. Rồi em gửi cho anh chị người cái địa chỉ, đây nè. Buổi sáng hôm nay là ngày đầu tiên anh chị khán giả đứng ở đây coi biểu diễn phải không? Trước hết nha, là để cho em đáp là cái chân tình mà anh chị đứng ở đây coi biểu diễn. Đây nè, cái món quà này em không có nhiều. Từ ở thành phố Buôn Ma Thuột em mua nó về đây. Buổi sáng hôm nay ở tại chỗ này nè, 30 người thôi. Em gửi tặng anh chị món quà xài kỷ niệm chơi từ cái con này. Nhưng mà đặc biệt có một điều là em không nhận tiền anh chị. Tức là em gửi tặng cho anh chị xài hay rồi quảng cáo giùm em. Anh chị mà nói gửi tặng gì ạ? Đây nè, em gửi tặng anh chị mỗi người và được một miếng da của cái con nưa này xài chơi. Đây là cái da của nó đây nè. Mỗi một tháng nó lột da ra một lần. Anh chị đâu có biết đem cái da này dục vô đống rác bỏ uổng đó. Nhưng mà biết rồi đó nha, anh chị để dành ở trong nhà như ông thầy thuốc ở trong nhà. Nhưng mà không phải em cắt miếng da này em gửi cho anh chị. Em đốt tán nhuyễn thành gói, sấy thành bột rồi. 30 người thôi nha, đây nè. Em gửi tặng anh chị người gói xài thử chơi. Nhưng mà em gửi tặng cho chị nào đứng đây ai mà bị đau cái răng không, bỏ ăn, nhức răng, bỏ ngủ, cho tay lên, em gửi tặng rồi. Qua chứng bệnh thứ hai, ai đứng đây mà bị viêm cho mũi đông, nhức đầu thường xuyên, mạch vàng cho tay, em gửi tặng rồi. Dạ cảm ơn. Nhưng mà xài hay rồi ra đây mua nha. Gói em bán 10 ngàn, 3 gói 20 ngàn. Chứ đừng có giới thiệu mẹ quảng cáo ông cho, không tội nghiệp em nha. Bây giờ tôi bán anh chị dư 10 ngàn mua, nhưng mà đâu biết hay dở mua. Cho nên ngày đầu tiên anh chị đứng đây em không có bán, gửi tặng cho anh chị mình 30 người. Rồi, ai giơ tay trước gửi trước, còn ai giơ tay sau không có, đừng buồn em á. Rồi, anh gửi tặng cho bà con người gửi đi, không có lấy tiền em, cắt tiền vô. Đau răng, viêm son thì xài cho em kết quả, gửi đi rồi tôi dặn cách dùng cho. Gửi đi rồi tôi dặn cách dùng cho, bên đây thế nè. Rồi, bên đây thế nè, chia đều qua hai bên. Gửi đi rồi tôi dặn cách dùng cho. Đau răng, viêm son thì xài cho em kết quả. Rồi, sớm chưa? Rồi, bây giờ con bắt con rắn hổ ra coi chơi nè. Mời anh chị khán giả dòm kỹ nha.
Nhưng mà nghe em dặn kỹ nè, ai đang đau răng nghe em dặn kỹ cách dùng nè. Lấy cây tăm cưỡi sạch thức ăn ở trong cái lỗ răng nha, rồi dứt cho em chút xíu bột nhỏ này nè, nhét vô cái lỗ răng cắn lại 3 phút hết đau răng. Đau làm thử ra đúng lời em nói không, em còn ở đây lâu nè. Còn ai mà đang bị nhức đầu, đang bị viêm son, về nhà lấy cho em một cái ly, bỏ cho em nửa gói vô, rồi bỏ cho em nửa ly nước sôi vô, rồi nó bốc cái hơi lên đó, mình hút cái hơi của nó vô, gọi là xong chất thị. Anh chị thấy nó hạ nhức đầu, nó giảm được cái bệnh viêm son của mình rồi đó. Mai mốt ra đây mua, gói em bán 10.000, 3 gói 20.000 ha. Thôi, bây giờ bắt đầu. Anh chị chú ý kỹ nha. Coi em bắt cái con rắn hổ này ra coi chơi cho nó đúng như cái lời hứa. Rồi tiễn xin anh chị mình ra về, đây nè. Ai mà có mặt hàng thứ nhất rồi mà chưa có mặt hàng thứ hai đâu, sẵn đây em gửi luôn cho anh chị qua cái mặt hàng thứ hai này luôn. Nhưng mà điều quảng cáo không có nhiều à nha. Hồi nãy em gửi cho anh chị là 30 người, mặt hàng thứ hai này chỉ còn được có 10 người nữa thôi. Bởi vì cái này là nó quý gấp ngàn lần cái da của nó. Ai tranh thủ giơ tay lên trước. Cái này chính em gửi cho anh chị mình nha. Và cảm ơn mỗi người. Và được một lạng cao trăng. Đây nè, cái này mới là quý. Hồi nãy em gửi cái da, cái này không phải cái da nha, mà cái này là cái xương, cái huyết và cái mạch của nó nấu ra miếng cao này nè, gọi là cao xương trăng, là nó đây. Anh soạn có 10 miếng đi. Đây nè, em gửi cho 10 người. Nhưng mà anh chị nào ai đến đây có bệnh này cho tay lên, còn không có nhường lại cho người khác. Nhưng mà dưới 16 tuổi là em không có gửi nha. Em nói trước nha, đây nè, ai có bệnh này nè. Anh chị nào mà ngồi xuống một hồi đứng dậy mà bị xăm sòn chóng mặt do nó bị thiếu tim thiếu máu đó, mạnh dạn cho tay và em gửi một miếng. Cảm ơn. Và anh chị nào mà đi làm lao động mệt nhọc nha, tối về nằm ngủ lăn qua nó đau, lộn lại nó nhức, đau trong gân, trong khớp xương, đau thần kinh và bị đeo theo cơ, xài cho em miếng cao này lạnh. Anh chị nào mà ngồi xuống một hồi đứng dậy mà đau cực cái lưng nha, đau dai cột sống, thối quá cột sống, ai bị thoát vị đầy đèn cột sống hay là bị giãn dây chằng cột sống, uống miếng cao này lạnh. Nói cho người đàn ông thanh niên mình đó nha, ai đứng đây mà bị suy thận đó, bị tam tinh suy nhược, di tinh, mộng tinh, thiếu sinh lý, xài kem mạnh thận cho lợi. Còn riêng chị em phụ nữ kinh nguyệt không được đều, bị máu huyết trắng xài hay, nếu tới mắc lại nha. Miếng cao này nè em gửi cho 10 người, ai đứng đây mà mang chứng bệnh không ở trong người đâu. Thứ nhất nó về phong thấp là đổ mồ hôi tay nè, phong tê là đổ mồ hôi chân, phong bại, phong phù, phong tủng, phong ngứa, nổi phề đai thì xài cho em miếng cao này lạnh. Thôi bây giờ cho em gửi ra bên ngoài, mưa như. Và đồng thời cho em gửi kèm theo một cái địa chỉ, có số điện thoại, số nhà của em đây. Xài hay rồi điện thoại em, hoặc ghé nhà em mua. Chứ đừng giới thiệu ông này, ông quảng cáo rồi, ông cho không tội nghiệp em nha. Thôi bây giờ ai có nhận cái địa chỉ là có miếng cao. Rồi, anh gửi tặng cho bà con người miếng anh, chia đều qua hai bên, gửi cho người lớn ở đây. Chia lại, cái này dưới 16 tuổi là em không có gửi nha, em nói trước nha. Ai đau lưng nè, đau dai cột sống nè, đau thần kinh tọ, ai bị phong thấp, phong tê, phong bại, phong phù, phong thủng, phong ngứa, nổi mề đai thì xài cho em miếng cao này lạnh. Ai bị thận suy, thận yếu, đi tiểu liên thường, ai đi tiểu bạn thấy nước tiểu vàng như nước trà, đục như nước cơm do, nhiều khi bạn đi tiểu xương xong bạn thấy nó ớn xương sống rồi nó lạnh da gà, nó xón ra đôi ba giọt nước tiểu dơ dái có chịu là bạn anh mình bị suy thận đó. Suy thận yếu sinh lý, xài cho em mạnh thận tráng dương, sung tinh và cường lực lại cho anh em mình thanh niên rất đại tài. Rồi xong danh, xong rồi anh điếm cao anh gửi cho bà con đi. Đây nè, bây giờ trước khi em gửi miếng cao này ra bên ngoài cho anh chị mình nè, ai có nhận cái địa chỉ ở trên tay rồi đó, anh chị mình nghe em dặn kỹ cách dùng này nha, nghe em dặn kỹ nè, chứ để bà con nhận về nhà mà xài không đúng cách là nó không hết bệnh đâu nha, bởi vì cái này là dạng cao à. Đây nè, ai mà nhận miếng cao này về nhà, anh chị nào mà biết uống rượu, biết dùng rượu nha, anh chị ngâm hết cái miếng cao này vô cho em 1 lít rượu trắng, ngâm 24 tiếng đồng hồ mang ra uống được rồi. Nhưng mà không được uống nhiều nha anh chị. Uống trưa chung nhỏ, chiều chung nhỏ theo buổi ăn cơm no. Còn nếu mà anh chị mình nhận về nè mà mình không có biết dùng rượu nha, anh chị lấy cái kéo, anh chị cắt chia ra một miếng cho em là 10 phần. Một ngày lấy cho em một phần, bỏ vô trong cái ly, bỏ một miếng nước sôi vô cho nó hòa tan ra để nguội rồi uống vô. Một ngày uống một phần, uống được 10 ngày. Em dặn rõ vậy là anh chị biết cách dùng hết rồi phải không?
Bây giờ trước khi em gửi miếng cao này ra bên ngoài, ai có địa chỉ rồi đâu, anh chị làm ơn cảm phiền nha, anh chị cho cái địa chỉ lên giùm em để em kiểm tra coi được bao nhiêu người mà có bệnh em gửi cho nó lẹ nha. Anh chị chịu khó cho cao cao lên chứ để em gửi rồi sót rồi nói thiếu này tôi có địa chỉ mà không có miếng cao, tội nghiệp em nha. Đâu, ai có địa chỉ đâu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 người. Để đâu dữ vậy? Không có đâu. Anh đếm làm tôi 24 miếng đi. Đây nè. Hồi nãy giờ anh chị đứng đây anh chị nghe em nói, anh nghe mày hứa gửi cho bà con 10 người. Nhưng mà số cái người nhận bây giờ hơn gấp đôi, 24 người. Em nghe bà con nói vậy là sao, đông quá rồi sao? Chắc nó đem ra bên ngoài nó bán phải không? Không có đâu à. Buổi sáng hôm nay là ngày đầu tiên anh chị đứng đây phải không? Cho anh xin phép em gửi tặng 24 người luôn. Nhưng mà phải nếu là người có bệnh thôi nghe. Bởi vì em gửi là gửi cho anh chị nào ai thật sự có bệnh, anh chị nhận về xài hay kết quả, mai mốt giới thiệu ra địa chỉ, ra đây mua. Gia đình em xin chân thành và cảm ơn anh chị. Em á thì chỉ ngại có một điều thôi, có nhiều bà con anh chị nghĩ đây là của miếu nè, của cho. Em nói xin lỗi nha, ngược lại nghĩ đây là của chùa. Mình không có bệnh cũng giơ tay lên nhận, nhận về để làm gì, đâu có xài, đem chút bỏ đi, bỏ trong tủ đi, 5-7 tháng sau chưa có xài tới. Người đó vô tình chà đạp lên danh tiếng cơ sở anh em chúng tôi, hơn nữa uổng công em về đây em la làng em quảng cáo cổ động hàng ngày, đúng không anh chị? Bây giờ để biết chính xác ai là người có bệnh thật sự đâu, bà con hãy cho cái địa chỉ lên nhận. Còn không có bệnh là bên bỏ địa chỉ xuống, nhường lại cho người khác nhận giùm em. Đâu, ai là người thành tâm có bệnh của mình đâu, anh chị làm ơn cho cái địa chỉ cao cao lên nha, để em kiểm tra một lần cuối thôi nha. Đây nè. Xin lỗi nha, em có bệnh không em? Cảm ơn. Em gái có bệnh không? Cảm ơn. Em có bệnh không? Cảm ơn. Em có bệnh không? Cảm ơn. Em có bệnh không? Cảm ơn. Con không có bệnh. Em có bệnh không? Cảm ơn. Đâu ai có bệnh đâu, anh chị cho địa chỉ cao cao lên giùm em nè. Trời ơi, ai cũng có bệnh như vậy. Không, bây giờ em hỏi ai cũng dơ lên có bệnh phải không? Mà bây giờ em mang ra em gửi, em chưa hiểu ai có địa chỉ đều có miếng cao hết rồi. Nhưng mà biết ai có bệnh thật sự đây? Không lẽ bây giờ đây nè, em mời 24 anh chị ra đằng sau, em xem mặt khám bệnh từng người. Người nào có bệnh em mới gửi phải không? Xem tới trưa phải không? Dạ không có đâu, mất thời gian. Bây giờ em hỏi thằng xem mạch nha, anh chị cho em làm một cái bài toán đây nè, lọc lừa ra để biết chính xác người nào có bệnh thật sự em mới gửi. Mà hỏi làm sao mới biết được? Em chỉ cần hỏi cái là biết ai có bệnh hay không thì hỏi cho hay vậy. Hỏi cần xem mặt mà hỏi cái là biết ngay à. Nhưng mà anh chị làm ơn nha, nghe em hỏi rồi bỏ ngoài tay đừng có giận em nha. Xin lỗi, nước miếng em nhổ xuống rồi không bao giờ miếng rồi.